huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Và đây là một số hình ảnh về tỉnh Hậu Giang, có một gồm có mô hình trồng khơ, mô hình nuôi cá hát lá và còn nhiều mô hình khác nữa mà mọi người hãy đến đây tìm hiểu để trải nghiệm. Đây là lễ Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9 1975 tại Diệu Thanh trước nhà hát Kim Đô. Và đây là sáng ngày 19 tháng 5 tại đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ dân hoa viếng bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 1890 và 19 tháng 5 2022. Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại tiểu sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lượng 9,8 tấn, động cơ xăng 305 mã lực, hộp số cơ khí 5 cấp, 2 đạt ly 7,62mm, tốc độ chạy trên đường bằng thẳng 100km/h, 5km/h, khi bơi trên mặt nước. Quân đội Mỹ sử dụng loại xe này ở Việt Nam từ năm 1967. Và đây là xe tăng M41, trọng lượng là 23 tấn, trang bị pháo nòng dài 76mm, tầm bắn 4,5. Máy bay CH-47 là loại máy bay trực thăng vận tải đa năng có hai động cơ, hai cánh quạt do hãng Boeing sản xuất. Công năng của máy bay là chuyển quân, chuyển vũ khí và hỗ trợ cho hậu cần cho chiến trường. Độ lái gồm 4 người, tốc độ tối đa là 298 km/h, chiều dài là 15,5m, tải cánh quạt là 18,3m, trọng tải là 22,680 kg, tầm bay là gần 500m. Trang bị hai khẩu súng 6 nòng xoay M134 và một súng máy M60 camera hồng ngoại radar cực nhạy. Máy bay UH-1H, máy bay lên thẳng, hai cánh quạt sử dụng vào việc vận tải, tải thương, vũ trang, hệ thống trinh sát vũ trang, chi viện mã lực cho quân đội bộ bằng đường không. Tầm bay xa nhất là 370 km, thời gian hoạt động lớn nhất là 1 giờ 45 phút. Máy bay UH-1H có khả năng hoạt động trong các địa hình phức tạp, hạ cánh ở những nơi không cần sân bay. Trang bị là đại liên 6 nòng 7,62mm, 2 đèn góc kép, 3 trái đèn chiếu sáng, hệ thống chống tên lửa OSK-7. Cầm đài là hình tượng cô Đông khái quát về hiện mốc son lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của khu vực chính nói chung và nhân dân tỉnh Hậu Giang nói riêng. Vị trí tượng đài chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân khu dân chinh chính được đặt tại quảng trường khu hành chính tỉnh Hậu Giang. Nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố của một công trình mang tính lịch sử văn hóa lớn, thể hiện truyền thống đấu tranh anh dũng. Tượng đài được đúc bằng bê tông cốt thép toàn khói giả đá gồm hai mặt trước và sau, mặt đứng chia làm ba khối. Khói giữa cao 18m, khói bên phải cao 14,4m, khói bên trái cao 10m. Mặt trước là hướng đường Võ Văn Kiệt, thể hiện khung cảnh thời chiến, đó là hình ảnh của cuộc tấn công 75 lượt tiểu đoàn địch của quân dân Hậu Giang được thể hiện qua nhân vật theo thứ tự từ xếp từ phải.